Hôm nay mực xào thịt bò. Thấy không? Mực xào thịt bò thì thịt bò, mực, hành, cà chua bỏ vô xào thôi, rất đơn giản. Món ăn rất đơn giản. Đó. Rồi nếu mà ăn cái món này á, mình phải ăn với lại xì dầu với ớt sắc ra. Đó, thấy không? Chấm với nó ăn ngon. Xong ăn với cơm thôi, vậy thôi. Rồi mình ăn với lại canh cho nó mát. Vậy thôi, rồi sau cái ngày làm việc về mình chỉ ăn nhiêu đó vậy thôi. Đó. Lâu lâu post lên mạng cho mấy bạn coi chơi cho nó vui ha. Đó, vậy thôi. Giờ mình ăn thì nó rất là dễ ăn, thì ai ăn là cũng được. Mực. Không? Chấm với xì dầu. Xì dầu ớt. Nhớ cơm. Cuộc sống vậy thôi. Ăn canh cải thì ăn cải cho mát. Gấp riêng ăn hay gấp chung ăn cũng được. Ai muốn ăn ớt, gấp miếng ớt vô ăn. Mình ăn ớt cũng biết đó, ăn vừa vừa miếng cho nó cay cay, nó đã đã. Cay quá. Ai cay được cũng tốt. Cay nhiều quá mắc ngon. Mực á mua ngoài chợ bên Mỹ á, mực nó bán rất là chất lượng. Mua ngoài chợ Korea nè, hay chợ Việt Nam cũng có. Mua nó làm sạch sẽ nguyên con về cắt ra xào ăn. Thịt bò ở đây bán phải chất lượng nha. Người cho mơ nói chuyện bên Mỹ á, mấy cái siêu thị á, đồ á mà quá hạn quá đắt là nó phải dục, đồ phải tươi ngon, đồ mà nó bán á, người ta ăn bị gì đó là nó xu chết mẹ, nó xu là nó thưa á. Đóng tiệm luôn. Bởi vậy, giá cả đâu ra đó. Những cái đồ á đã kêu giảm giá có nghĩa là sale á. Rồi nó gần hết hạn, mua về phải ăn liền, chứ để nữa nó hết hạn là mình ráng mình chịu. Nó bán phải còn hạn, còn hạn nhiều hay hạn ít. Thì có vậy thôi. Chấm với dầu ăn ngon lắm đấy nè. Mình ăn cơm 6-7 giờ. Nhiều bữa ráng cử không ăn cơm nhiều, cái chất đường nhiều không mặn. Ăn cơm ít tốn nó đói. Tối đó nhiều khi ngủ cũng được, tối xuống ăn cũng vậy. Thôi giờ ăn ráng ăn nhiều một chút.
Còn tôi nói các bạn nghe, nếu bên Mỹ các bạn không muốn ăn cơm được, ăn thịt, ăn cá không cũng được, không sao hết, chả tốn bao nhiêu hết, nhưng mà phải ăn phải có miếng cơm mới mới ngon. Người Việt Nam này nó ăn cơm riết nó quen rồi, ăn cái gì mà không có cơm mà chịu không được. Mực á, mình khoái ăn mấy cái cục này, này nó ngon. Ổ ăn nó sực sực, đồ tươi không. Bữa món bữa nay làm cũng được, đai đai không đắt thì mấy đủ sống. Đi làm đây giống như đi chơi vậy. Nếu mấy bạn làm nail giỏi, ra vũ vũ lại mấy bàn tay cũng kiếm được chút tiền. Cũng gần việc đi làm nail nhiều rồi. Việc nhẹ lương cao. Vậy các bạn nha, gặp các bạn video tới, mình sẽ làm một cái video cách lên tiệm nail làm sao, cách kiếm tiền làm sao. Good night.